Xin chào các bạn, video hôm nay là quá trình mình mở các Pro 3, 4 cho em ho âu nhé. Các điều kiện để mở thì ở video với cùng nội dung của em Overlord suốt kinh mình đã nói chi tiết rồi, nên mình sẽ không nói lại nữa. Thay vào đó, hôm nay mình đang làm video ở bản Pokémon Legend nhưng sẽ tám chuyện sang bản Pốc Đại Chiến. Nội dung tất nhiên là xoay quanh việc bản cập nhật mới ở phiên bản Pốc Đại Chiến rồi. Còn về nội dung của video thì các bạn xem cho vui cửa vui nhà thôi nhé, chứ cũng chỉ là quá trình làm mới Pro cho em ho âu thôi mà. Bây giờ bản Pốc Đại Chiến còn có bản cập nhật thêm pet và thay đổi tính năng này nọ trước cả bản Pokémon Legend. Điều này cho thấy cái gì? Đối với những người bình thường như mình, chắc chắn sẽ suy nghĩ là bản Pốc Đại Chiến sẽ có thu nhập tốt hơn rồi, có đúng không các bạn? Đây là một điều khá thú vị. Vì ở bản Pokémon Legend mình đã nói khá nhiều lần rồi, đó là nếu đánh giá phiên bản nào đáng chơi hơn mà không bàn đến yếu tố quản trị của đám admin game thì phiên bản Pốc Đại Chiến đáng chơi hơn bản Pokémon Legend nhiều. Nhận xét này của mình là từ khi mình chơi ở server 941 bản Pokémon Legend cho đến thời điểm hiện tại nhé, chứ trước đó hay tương lai xa hơn thì chưa biết. Vì sao mình lại có nhận xét như vậy thì rất đơn giản thôi các bạn ạ, đó là từ những khả năng để cộng đồng người chơi VIP thấp hoặc free có thể đạt được. Các bạn cứ hay nhìn mấy em pet, chỉ tốn một cam mảnh để lên Overlord hay vụ account clone bắp bánh mà đánh giá này kia, trong khi không nhìn những cái xa hơn. Đơn cử như vụ lên cộng hưởng của các em pet, các bạn thử tính xem nếu không nạp thì các bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để lên được một em cộng hưởng. Hay trường hợp khác là các bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để lên một em Overlord cho mấy em pet nạp. Thôi để mình tính dùm luôn cho. 200 sticker là 20 tháng đó. Với từng ấy thời gian, các bạn chơi free ở bản Việt thì lên được một bầu trời những em pet tương tự rồi. Đó còn chưa nói đến tài nguyên để đổi sticker cũng làm account của các bạn thọt nòi mắt nữa. Các bạn cứ trông chờ vào mấy account clone bắp bánh. Một tháng các bạn chỉ dùng vào việc quét mảnh cũng chỉ được thêm 3 đến 4k mảnh là cùng. Thực tế thì còn rất nhiều cái cần mảnh để đổi và những tài nguyên quyết định trận đấu thì không nạp chỉ có mơ, ví dụ như những set phụ kiện ho âu hay sấm sét. Đó là mình còn chưa nói đến không phải ai cũng rảnh mà bắp bánh. Tất cả những điều đó sẽ làm cộng đồng VIP thấp khá ít người chơi. Các bạn VIP thấp đa phần chỉ chơi một thời gian ngắn mà thôi. Nên sau này, toàn mấy thánh mang chó đi cặp nhau, nhìn cũng chán lắm. Mà hình như mình lạc đề hơi xa thì phải. Mình đang tính nói về bản cập nhật hôm nay của bản Việt mới đúng chứ? Nội dung chính của bản cập nhật này là có thêm một em pet mới. Em này tiến hóa hai dạng và dạng nào cũng có form cộng hưởng. Không chỉ vậy còn có Dynamax luôn các bạn ạ, khả năng cao lại là pet nạp. Nếu là pet bình thường sẽ hay hơn một chút để thay đổi lựa chọn team đi. Vì em pet mới hệ hồn có thể xua tan búp bất tử. Skill này cũng khá hay, vì trước giờ mình đã nói, chơi game này ai cũng phải chơi em ho âu mà thôi. Còn chi tiết hơn thì các bạn tự vào game mà đọc nhé, chứ mình lười lắm. Ngoài ra bản Pốc Đại Chiến cũng đã thay đổi phần thưởng điểm danh tháng. Cái này mới ghê gớm. Cụ thể là bây giờ, các bạn đạt VIP 8 và trăm chỉ điểm danh đầy đủ sẽ được Tomahawk thêm 170 sách. Nhưng mốc 20 ngày lấy 200 mảnh thường đã bị bỏ đi. Đối với mình thì 200 mảnh thường không có cửa so với 170 sách, nhưng có nhiều bạn lại thấy khác nên cũng đành chịu thôi. Chứ với mình dù đổi sang thẻ đột phá thì sách vẫn hơn. Tám chuyện một hồi, mình cũng sắp hoàn thành vụ mở và nâng cấp Pro các loại cho em ho âu rồi. Chỉ còn đổi lại Pro 2 thành miễn đóng băng level 3 là xong. Không biết các bạn như thế nào, chứ mình chơi ho âu thì Pro 2 miễn đóng băng vẫn là chân ái. Đầu video mình nâng lên tím nhằm đủ điều kiện mở Pro mơ mà thôi. Về cơ bản là như vậy. Để đổi lại Pro 2 xong, mình xem em ho âu sau video này lên được bao nhiêu sức mạnh. Cái Pro miễn đóng băng chỉ có phẩm chất màu lam nên cũng dễ reset, các bạn chỉ cần dùng thẻ reset loại cùi nhất là được. Tất nhiên là phải dùng 10 cái một lúc nhé,
Vậy là sau tất cả em họ Âu lên được 1 triệu 1 power nhé các bạn. Còn cái gì lên được kinh khủng như vụ pro này không nhở? Chắc là có nhưng mình không có money mà làm thôi. Bây giờ, mình sẽ dừng video tại đây. Rất mong các bạn hãy đăng ký kênh và cho mình một like để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận, mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.